Xin chào các giám đốc marketing, các chuyên viên các cái đơn vị liên quan đến marketing và truyền thông. Video bài học này thì chúng ta sẽ bắt đầu vào các cái phần về chuyên môn dành cho các cái cấp độ của giám đốc marketing. Nó sẽ từ basics lên đến cao hơn là advanced, đúng không ạ? Thì cái video này thì tôi sẽ nói về các quan điểm marketing, có thể các giám đốc sẽ cho rằng là các cái quan điểm marketing thì tôi đã học hết rồi, tôi học từ đại học rồi, tôi học cao đẳng, đại học, thạc sĩ tôi học rồi, thậm chí tiến sĩ tôi học rồi, tôi cũng nghe nhiều lắm rồi, tôi đọc sách nhiều lắm rồi. Thế nhưng mà có người chưa đọc. Thứ hai nữa là chúng ta cần phải so sánh các quan điểm, và khi mà chúng ta cập nhật các quan điểm mới thì chúng ta trả lời cho câu hỏi là vậy thì chúng ta đang áp dụng cái quan điểm và tiếp cận cái quan điểm marketing nào cho doanh nghiệp của chúng ta, cho sản phẩm và thương hiệu của chúng ta. Đó. Thì một số những cái quan điểm của các học giả nổi tiếng, rồi của các cái tổ chức đơn vị để chúng ta hình dung ra, ví dụ như là của giáo sư Philip Kotler hay là của Donald Trump, cựu tổng thống Mỹ, ông cũng là một trong những nhà kinh doanh rất là thành công tại Mỹ, hay là quan điểm của Hiệp hội Marketing Mỹ, AMA, một số những quan điểm marketing khác. Vâng. Thế thì ở đây chúng ta thấy rằng là marketing nó là một cái thuật ngữ thuộc chuyên ngành kinh doanh, chuyên ngành marketing thì đương nhiên rồi, đúng không ạ? Và thế thì nghĩa của từ marketing gốc, đúng không ạ? Thì chúng ta có thể hiểu giống như là dịch từ điển Cambridge ra thì đấy chính là làm thị trường, market là thị trường và kết hợp với đuôi in, verb in, đúng không ạ? Và động từ verb in, marketing thì là quá trình làm thị trường. Chúng ta có thể hiểu nôm na, diễn nôm, đấy chính là quá trình mà làm thị trường, làm sao mà có thể bán được sản phẩm, bán được nhiều sản phẩm, đúng không ạ? Sau này cao cấp hơn nữa, nâng cấp lên đó là xây dựng thương hiệu, xây dựng lòng trung thành, marketing bền vững, vân vân. Thế thì chúng ta thấy rằng là các cái quan điểm marketing hiện tại thì một trong những quan điểm rất là nổi tiếng của giáo sư Philip Kotler, thì ngày trước trong những cái cuốn sách về Principle of Marketing hoặc là Marketing Management của ngài Kotler viết cùng với các cái học giả khác, thì chúng ta thấy rằng là ông có đưa ra cái quan điểm đấy là marketing là một quá trình làm thỏa mãn khách hàng, là quá trình làm thỏa mãn khách hàng, chứ không phải là làm quảng cáo, làm bán hàng. Thế nhưng mà gần đây thì cũng vẫn là ngài Kotler, thì trong cái cuốn Marketing Management hay là cuốn Marketing Principle mới của ông, thì ông đã thay đổi một chút về quan điểm marketing. Ông nói rằng marketing là quá trình thu hút khách hàng, và giữ chân các khách hàng, giữ chân những khách hàng mà tạo ra lợi nhuận cho doanh nghiệp. Đấy. Thế thì trước đây ông cho rằng nó là quá trình thỏa mãn, bây giờ ông đổi mới, ông cho rằng nó là marketing là một quá trình thu hút và giữ chân, hai cái từ khóa. Thế vậy thì muốn giữ chân được thì chắc chắn là phải thỏa mãn rồi. Thế thì ở đây chúng ta thấy rằng là nó có cái sự thay đổi về mặt góc độ tiếp cận, chứ không có nghĩa là những cái kiến thức cũ nó không còn đúng nữa, đúng không ạ? Bởi vì bạn muốn thu hút được khách hàng mới, thì rõ ràng bạn cũng phải làm thỏa mãn được khách hàng, thỏa mãn được thị trường. Đó. Thế nên họ chia thành hai cái vế là thu hút và vế là giữ chân. Và giữ chân ở đây là ông Kotler nói rằng là phải giữ chân những cái khách hàng mà tạo ra được cái lợi nhuận cho công ty, những khách hàng tốt, đúng không ạ? Còn những cái khách hàng không tốt thì cái nguồn lợi đến từ khách hàng không tốt đấy thì nó sẽ không bền vững. Đấy. Và sau này chúng ta sẽ được học những cái thuật ngữ như là tỷ lệ giữ chân, rồi thì tỷ lệ tái mua, rồi thì giá trị khách hàng trọn đời, rồi vòng đời sản phẩm, vân vân. Và ông cũng vẫn sử dụng cái mô hình marketing mix và phối thức marketing gồm là 4P, 7P và sau này ông bổ sung thành 8P. Thế 4P thì nó rất là kinh điển rồi. Đó là P1 là products, là sản phẩm, đúng không ạ? Khi nói về sản phẩm thì ta sẽ nói về cái giá trị, cái năng lực, cái cốt lõi, rồi cái thiết kế, cái bao bì, cái thương hiệu. Đó. Price tức là B2 là giá.
Giá thì ở đây là ví dụ chiến lược giá xâm nhập, chiến lược giá đạt đỉnh, chiến lược giá bão hòa, chiến lược giảm giá, chiến lược giá rẻ, chiến lược giá đắt do định vị, đúng không? Place tức là ở đây là chúng ta có thể hiểu đấy là kênh phân phối, các kênh online, các kênh offline, các kênh truyền thống, các kênh hiện đại, đúng không ạ? Các kênh ngắn, các kênh dài, các kênh sở hữu, các kênh đối tác, kiểu kiểu như vậy. Kỹ thuật xây kênh như thế nào, rồi chiến lược xây kênh, quản trị kênh ra làm sao. Promotion tức là các cái hoạt động xúc tiến bán hàng, bao gồm các hoạt động quảng cáo, hoạt động giảm giá, hoạt động khuyến mại, rồi thì tạo cho khách hàng những cái deal hay những cái offer hấp dẫn. Và sau này thì ông đã bổ sung thành 7P, thêm 3 chữ P nữa, đấy là people, P5 là people, nó con người. Đấy, rồi P6 là process, là quy trình. Và P7 là physical evidence, tức là các cái minh chứng để phục vụ cho hoạt động marketing. Và trong cái cuốn mới nhất ông có viết đến P8 là performance, tức là hiệu quả. Đấy, hiệu quả. Đấy, thì thực ra thì ông cũng đi chọn những cái từ P ông ghép vào. Đấy, thế và tôi cũng đã học cái cách tiếp cận này của ông, là tôi đã xây dựng một cái mô hình là 13P, tức là dùng 8P của ông cộng với thêm 5 cái chữ P mới và xây dựng thành một cái mô hình marketing 13P. Và tôi bổ sung thêm những cái chữ P gì, ví dụ như là personalization, thì tôi sẽ có cái phần này tôi hướng dẫn cho các bạn, cá nhân hóa đúng không? Hay PR đúng không? Hay là planning, tức là lập kế hoạch đúng không? Rồi thì partners tức là đối tác đấy, và một số những cái yếu tố khác nữa, thì tôi tạo ra cái mô hình như vậy để cho các anh chị hình dung ra là có những cái quan điểm nó rất là thay đổi. Và thực ra thì marketing thì nó phải biến động, marketing nó phải thay đổi thì nó mới là phù hợp với nhu cầu của thị trường, đúng không ạ? Công cụ thay đổi, tư duy thay đổi, hành vi khách hàng thay đổi, nhân khẩu thay đổi. Nhân khẩu ví dụ như dân số bây giờ lớn hơn nhưng mà già hơn, rồi các nhóm tuổi, rồi thì cái sự giao thoa toàn cầu hóa mạnh hơn, nó ảnh hưởng như thế nào đến hành vi tiêu dùng, đến thói quen suy nghĩ, thì tất cả những điều đấy chúng ta đều phải phải tập trung vào để chúng ta suy nghĩ. Và một cái quan điểm nữa là của ngài Donald Trump, thì ông này ông có một cái quan điểm đấy là marketing ở đây là phải cung ứng các cái giá trị và giải pháp là vượt xa sự kỳ vọng của khách hàng. À, thì các bạn cứ nhớ giúp tôi cái từ khóa đấy là giá trị và giải pháp vượt xa sự kỳ vọng. Sự kỳ vọng, sự kỳ vọng của bạn chỉ từng này thôi, nhưng mà bạn cung cấp cho khách hàng cao lên như thế này thì chắc chắn là bạn sẽ thành công, đúng không ạ? Họ cảm thấy wow, họ cảm thấy ngạc nhiên, họ cảm thấy cảm kích, đúng không? Họ rất là muốn nhận được cái giá trị đó, tiếp tục. Với một cái cách tiếp cận như vậy thì bạn sẽ thành công trong kinh doanh, bạn sẽ thành công trong marketing dễ dàng, và bạn sẽ có được cái sự thỏa mãn vượt xa sự kỳ vọng, bạn sẽ có được cái sự trung thành của khách hàng. Rồi chúng ta cũng sẽ tranh luận về cái khái niệm trung thành. Khái niệm trung thành, ví dụ như có người nói là khách hàng họ không trung thành, tôi hoàn toàn đồng ý. Khách hàng họ chỉ trung thành với lợi ích của chính họ, khách hàng chỉ trung thành với lợi ích của chính họ, chứ họ không trung thành với thương hiệu. Ví dụ bây giờ tôi thấy rằng là sử dụng iPhone không 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 tốt nữa, tôi không mua iPhone, tôi mua hãng khác. Đấy, tôi trung thành với lợi ích của tôi, với trải nghiệm của tôi. Đấy, nha. Và quan điểm chính thống của Hiệp hội Marketing Hoa Kỳ, hay còn gọi là Mỹ đấy, đúng không ạ? AMA. Thì chúng ta thấy rằng là cái hiệp hội này họ đưa ra một cái định nghĩa và cái quan điểm đấy là marketing là các hoạt động tập hợp của các tổ chức, rồi thì các quy trình cho việc sáng tạo, kết nối truyền thông, truyền tải thông điệp và trao đổi các yêu cầu có giá trị cho khách hàng đối tác và rộng hơn nữa là cho xã hội. Đấy. Thì đây, cái định nghĩa này các bạn có thể trích xem cái nguồn của nó ở cái này, ama.org, About AMA Page, Definition of Marketing này. Chúng ta có thể click vào link này. Thì tôi viết một cái cuốn sách có tên là Marketing Online 4.0. Marketing Online 4.0, các bạn có thể lên mạng các bạn tìm cái cuốn sách này của tác giả Nguyễn Phan Anh, các bạn đọc. Thì trong này có rất nhiều các quan điểm marketing mà tôi đã nghiên cứu và đã tổng hợp lại cho các anh chị và các bạn dựa trên những kinh nghiệm của tôi.
Ngoài ra thì có rất nhiều các quan điểm khác để chúng ta cần phải nắm. Chúng ta là giám đốc thì chúng ta không phải học thuộc lòng để đi làm bài kiểm tra, mà chúng ta phải nhớ rằng chúng ta áp dụng cái quan điểm nào, cái tiếp cận quan điểm nào trong cái kinh doanh, trong cái marketing của chúng ta, triết lý của chúng ta là gì, đúng không? Đấy, thì ở đây có một số những quan điểm khác là marketing là một quá trình mà một hãng tìm kiếm được lợi nhuận nhờ quá trình chuyển đổi từ nhu cầu của khách hàng thành doanh thu. Đấy, marketing là quá trình mà xây dựng thương hiệu của bạn và thuyết phục rằng mọi người ở đây là bao gồm là cái thương hiệu hoặc cái sản phẩm của công ty, cái dịch vụ đó là tốt nhất, là phù hợp nhất với một cái tập khách hàng mục tiêu mà bạn hướng tới. Đồng thời là ra sức bảo vệ và củng cố các quan hệ giữa khách hàng và thương hiệu đã xây dựng. Thì cái quan điểm này cũng cũng khá là giống với cái quan điểm của ông Kotler mới, là ông nói rằng là thu hút và giữ chân, thu hút và giữ chân. Thế thì đây, củng cố mối quan hệ với khách hàng thì thực chất đấy là gì? Là giữ chân họ. Bởi vì chúng ta biết rằng là cái lợi ích của việc là khi một khách hàng cũ tái mua, quay trở lại mua, thì cái chi phí mình bỏ ra cho cái khách hàng cũ đó thấp hơn 6 lần so với chúng ta tuyển, tìm, quảng cáo, bán hàng hay là đi chào hàng cho một khách hàng mới hoàn toàn, đúng không ạ? Thì chi phí, thí dụ như bây giờ để tuyển được một khách hàng mới, thu hút được một khách hàng mới là 1 triệu, thế thì cái khách hàng mới đấy họ quay trở lại, họ tái mua thì chỉ mất có 150.000, bởi vì là nó gấp 6 lần về mặt chi phí. Ok, tiếp tục, đấy là marketing là đáp ứng nhu cầu và mong muốn của người tiêu dùng, đúng không ạ? Có một cái câu người ta thường nói là chúng ta bán những thứ mà thị trường cần chứ không phải bán những cái thứ mà chúng ta có. Đấy, thế nhưng thực tế đấy, thực tế thì khi tôi đi dạy và tôi đi làm thì các chủ doanh nghiệp nói rằng là nếu như mà bán những cái thứ mà thị trường cần thì chúng tôi đâu cần bạn nữa, chúng tôi đâu cần bạn nữa, chúng tôi đâu cần marketing nữa. Chúng tôi bán cái sản phẩm mà chúng tôi đang có. Thí dụ như là bạn sản xuất ra cái cốc này thì bạn bán, mặc dù cái cốc này bạn đã nghiên cứu ở thị trường là họ có nhu cầu rồi, họ có cái nhu cầu về cái cốc này rồi. Thế nhưng mà bây giờ đấy, tôi chỉ có cái cốc này thôi, nhu cầu có rồi, bây giờ bạn bán đi. Thì người ta nói rằng là cái quan trọng, cái khó để là bán những cái thứ mà chúng ta có chứ không phải bán những cái thứ mà thị trường cần. Thế nhưng cái cốc này bây giờ cần phải cải tiến như thế nào, chất liệu là gì, màu sắc ra làm sao, thì cái hoạt động đấy là hoạt động marketing. Còn đã ra cái cốc này rồi thì bán đi. Đấy. Hoặc là như là tôi quay video đúng không ạ, thì tôi có sản phẩm như này. Đây là ví dụ, đây là một cái bộ thu âm đúng không ạ, bộ thu âm để nó đỡ bị ồn. Thế thì các bạn thấy rằng là đây là cái thị trường cần. Thị trường cần là gì? Do cái nhu cầu quay video, do nhu cầu làm video, làm TikTok, làm YouTube thì sẽ cần những cái thiết bị thu âm để nó giảm bớt tiếng ồn. Thế nhưng mà nó lại phải nhỏ nhẹ, pin nó phải lâu. Thì những cái thứ đấy là những thứ thị trường cần. Và tôi đã tạo ra một sản phẩm như này rồi, bây giờ bạn bán đi. Đấy. Cái người làm sản xuất, người ta đã nói là làm ra sản phẩm thị trường cần thì đây rồi. Nhưng khi làm ra sản phẩm thị trường rồi thì đây lại là thứ mà tôi đang có, bạn bán đi. Đúng không ạ? Đấy. Đấy là một cái ví dụ mà tôi thấy nó khá là hay, mà khi tôi nói chuyện với giám đốc marketing của Yamaha, ông ấy nói rằng là các bạn phải nhớ rằng là các bạn đang bán những thứ mà chúng tôi có. Đấy. Cái điều đấy mới là khó. Chứ còn bán cái thứ thị trường cần, nó đang cháy hàng rồi thì cần gì phải bán, đúng không? Cũng là một cái quan điểm rất là hay để chúng ta suy nghĩ về điều đó. Rồi marketing là một quá trình tạo ra những trải nghiệm không thể cưỡng lại. Vâng, unstoppable, không thể cưỡng lại. Đây là một cái thuật ngữ mà tôi dịch được, tôi thấy rất là thú vị và rất là thích thú với nó. Tạo ra những trải nghiệm khách hàng không thể cưỡng lại được, không thể chối từ. Thì nếu mà bạn làm được điều đấy thì bạn đã làm best CMO rồi. Bạn sẽ đứng ở trên top của cái ngành đó, cái lĩnh vực đó rồi. Và bạn sẽ rất là thành công. Đấy. Kết nối với từng trải nghiệm cá nhân và mong muốn tạo ra những chia sẻ với người khác. Và cái thuật ngữ này các bạn lưu ý giúp tôi là tạo ra những trải nghiệm không thể cưỡng lại. Và những cái nội dung này thì các bạn có thể tìm mua cái cuốn sách là Marketing Online 4.0 của tác giả Nguyễn Phan Anh là tôi. Nó cũng chỉ có khoảng hơn 200 ngàn thôi. Tôi khẳng định với các bạn là đấy là một cuốn sách rất là tốt và các bạn nên đọc. Và thì đấy là một số những quan điểm tôi chia sẻ thêm. Tiếp tục, ở đây chúng ta có thể nhìn thấy nhiều lắm, đúng không ạ?
Marketing là cách mà bạn kể câu chuyện để thu hút khách hàng, đối tác, nhà đầu tư, nhân viên hay bất kỳ ai khác về công ty của bạn, cũng rất là hay, đúng không? Marketing là tạo ra mối liên hệ giữa khách hàng với các sản phẩm. Marketing là quá trình tạo hay là giúp mọi người mua sản phẩm và dịch vụ của bạn. Marketing là quá trình thấu hiểu khách hàng và mọi thứ và còn nhiều hơn nữa. Đó, rất là hay. Thì đấy là một số những quan điểm mà tôi muốn chia sẻ với các bạn để các bạn hình dung ra nhá. Vâng. Ok, thì tôi không dạy về lý thuyết mà tôi đang đưa những quan điểm này trong đó. Các cái giám đốc marketing hãy chọn cho mình một cái quan điểm phù hợp và sau đó thì bắt đầu đến các cái bước mà chúng ta tiếp theo, đấy là chúng ta sẽ xây dựng kế hoạch, chúng ta sẽ xây dựng chiến lược, chúng ta sẽ sử dụng chiến thuật và chúng ta sẽ ứng dụng nó thành công. Và xin chào và hẹn gặp lại các anh chị và các bạn trong video bài học tiếp theo. Xin cảm ơn.